Chào đón cô chú anh chị, quý khách hàng, quý đầu tư đến với kênh bất động sản Minh Đức Bình Dương. Thời đầu video, em Minh Đức kính chúc cô chú anh chị, quý khách hàng, quý đầu tư có một ngày làm việc thành công, với gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Và để đưa cô chú anh chị, quý khách hàng đi tham quan đến căn nhà một trệt hai tầng lầu, góc hai mặt tiền, tòa lạc nằm ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Để cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn chọn cho mình một căn nhà an cư lập nghiệp thì cô chú anh chị nắm bắt được cái video của em Minh Đức đang review. Thì cô chú anh chị hãy cho em xin một nút đăng ký nút like chia sẻ để em lấy động lực được cô chú anh chị đi tham quan tất cả những mặt hàng của bên em đang có và căn nhà này là góc hai mặt tiền một trệt hai tầng lầu một tum quý anh chị tham quan cái mặt tiền của căn nhà này đây là một cái mặt tiền rất sang trọng cho quý anh chị căn nhà này có hướng đông bắc quý anh chị nha vâng hướng đông bắc và diện tích căn nhà này ngang 5 chiều sâu vào là 16 quý anh chị bằng 80 mét vuông đất quý anh chị cùng đồng hành với em tham quan công năng sử dụng cơ sở hạ tầng của căn nhà này hiện tại đây là cái cơ sở hạ tầng quý anh chị cùng ngầm quan với em một căn nhà trước đây có giá là 6 tỷ quý anh chị nhé vâng có giá 6 tỷ nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ còn có 5 tỷ 500 triệu quý anh chị còn thương lượng với khách hàng thiện chí quý anh chị để chi tiết bây giờ thì quý anh chị cùng đồng hành với em tham quan cái mặt tiền một xíu nữa rồi em sẽ đưa quý anh chị vào nhà tham quan cái công năng sử dụng ở trong nhà có hợp với quý anh chị hay không đây là một cái mặt tiền rất sang trọng cho quý anh chị chúng ta sẽ tham quan đó, đây là cái mặt tiền quý anh chị nhé một cái căn nhà góc hè mặt tiền toàn là căn nhà này nằm ở phường An Phú thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương quý anh chị quý à, anh chị di rời từ căn nhà này ra đường Lê Thị Trung thì nó rơi vào khoảng 100 m nhé quý anh chị à, chúng ta di rời tới trường học Lý Thái Tổ quý anh chị ạ vâng Lý Thái Tổ thì khoảng chừng đầu à 200 m thôi quý anh chị đó trường học rất gần cho chúng ta chúng ta sẽ di rời để con cái chúng ta ăn học một căn nhà sân xe hơi phòng khách phòng bếp À, có 3 phòng ngủ, một phòng thờ rộng quý anh chị nhá tương đương với một phòng à, ngủ đấy quý anh chị, phòng thờ rộng lắm quý anh chị nhá và bốn nhà vệ sinh, rồi hai à, sân thượng ở đằng trước và đây là cái à, à, cổng của căn nhà quý anh chị nhé, chúng ta sẽ tham quan cái cổng này, một cái cổng rất sang trọng cho quý anh chị luôn, chúng ta sẽ tham quan, sân xe hơi bảy chỗ, chúng ta sẽ có hai cái cổng và cổng này là cổng xe xe hơi và tiến xe hơi quý anh chị nhé, Đây chúng ta tham quan này cổng này là cổng xe hơi cho chúng ta để chúng ta di rời à, chúng ta gieo vào à, thì à, nọt còn 7 chỗ luôn quý anh chị nhé ví dụ như là túc sơn thì có thể là bán tải là không được quý anh chị ạ vâng bán tải là không được ông quý anh chị nhé bên này là một cái tiểu cảnh nó nằm ở khu bên này luôn căn nhà này là được full nội thất tất cả các camera rồi à, truyền hình đầy đủ cho chúng ta khi chúng ta di rời vào phòng khách thì quý anh chị sẽ có một cái bộ cửa bộ cửa này là bộ cửa nhung kính xung pha lùa quý anh chị nhé đó chúng ta sẽ tham quan bộ cửa này là lùa và cộng thêm một bộ cửa quấn à, thương hiệu đức nữa quý anh chị đây chúng ta tham quan tức là hai trong một đấy quý anh chị chúng ta di rời vào à, phòng khách thì quý anh chị thấy không ạ một cái không gian phòng à, khách rất sang cho chúng chúng ta đây là một lơi truyền hình được kết hợp với nhựa PVC cao cấp vân đá vân gỗ quý anh chị nhé đó rồi phía bên này là đặc biệt hơn chúng ta một bộ bàn ghế tiếp khách sofa hiệu thương gia quý anh chị tham quan đây ạ hiệu thương gia và cái chất liệu của cái, cái à, bộ bàn ghế này là chất liệu bằng à, à, gỗ hương quý anh chị nha đây ạ đây là gỗ hương kết hợp ở trên tường là nhựa bvc vân đá vân gỗ à, chúng ta tham quan và đặc biệt là cái trần này chúng ta tham quan này cái trần này là giác vàng 24 k màu à, hình tròn, quý chị nha kết hợp với lại cái đèn chùm rất sang trọng cho cái khu vực à, à, phòng khách này. Rồi chúng ta sẽ di rời về phía à, cầu thang thì qua khỏi phía cầu thang này thì chúng ta sẽ có một cái tủ chung quanh cái cửa sổ này, quý chị tham quan nhé. Đây lại cái tủ này là chung quanh cái cửa sổ này và trong đó là chúng ta sẽ chân cầu thang này chúng ta sẽ sử dụng à, chất liệu bằng à, gỗ gõ đỏ hai cái à, trụ tùng trúc cúc mai này. này. À, quý anh chị tham quan kỹ ạ chất liệu à, cho cái bậc cầu thang à, đá hoa cương kim sa quý anh chị nha trắng đẹp rồi à, di rời vào phòng bếp thì quý anh chị thấy không ạ à, khu vực này thì có cái cửa mở ra ngoài này quý anh chị nhé, đây là cái cây mở cửa này là cửa thoát hiểm đấy quý anh chị à, chúng ta tham quan cửa thoát hiểm này căn nhà này được full nội thất nha quý anh chị full kịch nội thất luôn từ à, máy giặt à, tủ đá à, rồi à, máy lọc nước điều hòa đây thiết bị à, à, cho cái tủ đá này quý anh chị này, đây này, một cái tủ đá rất sang trọng cho chúng ta nhé Và kết hợp cho chúng ta một bộ bàn ghế, à, một bộ bàn ăn. Đây ạ, à, bộ bàn ăn này là 8 ghế quý anh chị, đây 8 ghế à, bằng à, chất liệu cẩm quý anh chị nhé kết hợp với lại cái tủ này. Gian tủ của cái à, phòng à, bếp này. À, chất liệu bằng à, gỗ an cường bóng, kết hợp với lại à, kính cường lực màu xanh chống dơ bẩn rồi có luôn cả máy hút mùi rồi à, à, bếp tư cảm ứng này à, chúng ta tham quan này rất sang trọng cho cái khu vực à, phòng bếp này một cái căn nhà Căn nhà này trước đây có giá là 6 tỷ quý anh chị nhé Vâng căn nhà này trước đây có 6 tỷ nhưng mà bây giờ giá chỉ còn có 5 tỷ 500 triệu Khu vực này là một nơi à, để à, à, tủ rượu cho quý anh chị nhé Đây ạ chúng ta tham quan này. một cái khu vực nơi tủ rượu rất sang trọng cho quý anh chị khu vực mặt tiền không bên này à, chúng ta tham quan ạ và chúng ta di rời vào à, đằng sau thì đây là một cái máy giặt thì cái máy giặt này quý anh chị có thể là đang là để tạm đây thôi nếu quý anh chị có nhu cầu thì chúng ta sẽ đưa lên trên là tum vâng ở trên tum có hai nơi để máy giặt anh chị nhé đây ạ à, đây là một cái nhà vệ sinh thiết bị à, cho cái bồn rửa à, mặt này là gương cảm ứng này rất sang trọng cho quý anh chị luôn. đây chúng ta tham quan này. đây là nhà vệ sinh ở dưới trệt quý anh chị nhé. đó quý anh chị tham quan. và để chi tiết cho cái căn nhà góc hai mặt tiền một trệt hai tầng lầu. Toàn lạc nằm ở phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương. thì quý anh chị cùng đồng hành với em bất động sản đức lập bình à minh đức bình dương. em xin lỗi quý anh chị bởi vì em có hai kênh. kênh của em là kênh chính là bất động sản đức lập. còn kênh này kênh phụ là bất động sản minh đức bình dương quý anh chị nhé Tức là em có hai kênh, em xài hai số, hai số điện thoại luôn. Hotline là 0968 944 993 và 09177 62692. Quý anh chị cứ uh, alo và hotline thì chúng ta sẽ đứng ở trường học Lý Thái Tổ và hay ngã tư Bình Chuẩn hoặc là vòng xoay An Phú, em sẽ được quý anh chị vào tham quan căn nhà này. Một cái căn nhà rất vip cho cái góc hai mặt tiền quý anh chị ơi. À, Chính anh chị nào đang có nhu cầu muốn uh, chọn cho mình một căn nhà an cư lập nghiệp thì chúng ta tham quan cái kênh của em bất động sản Minh Đức Bình Dương. Vâng, chúng ta cứ vào kênh bất động sản Minh Đức hoặc là bất động sản Đức Lập thì uh, quý anh chị, quý khách hàng được tham quan tất cả những cái mẫu nhà em đã đưa lên YouTube cho chúng ta tham quan. Khi chúng ta lên mâm nghỉ cầu thang, thì chúng ta sẽ di rời vào uh, phòng ngủ đầu tiên, quý anh chị ơi một cái phòng ngủ đầu tiên khu vực bên này là nơi truyền hình quý anh chị nhá à, khu vực mặt tiền nơi truyền hình và một cái nơi để cho quý anh chị à, con em chúng ta học hành này à, quý anh chị tham quan này rồi và phía bên này là một dàn tủ đây chúng ta tham quan một dàn tủ và điều hòa cho quý anh chị luôn đây là cái trần chúng ta sẽ tham quan cái trần này nhé à, quý anh chị tham quan cái trần này rất sang trọng cho quý anh chị luôn và cái căn phòng ngủ này được nội thất là giường tủ rồi à, điều hòa kệ à, trang điểm bàn học đó, và kết hợp với à, nhà vệ sinh đầy đủ các thiết bị cao cấp quý anh chị nhé đây chúng ta sẽ tham quan một cái nhà vệ sinh căn nhà này là có bốn nhà vệ sinh quý anh chị tham quan ạ bốn nhà vệ sinh rồi di rời về phòng ngủ số 2. Quý anh chị cùng đồng hành với em bất động sản Minh Đức Bình Dương tham quan một vòng. Đây là cái tiền sảnh quý anh chị nhé. Vâng, đây là cái tiền sảnh này. Sau đó là chúng ta sẽ di rời vào bên tay trái thì chúng ta lại vào phòng ngủ à, à, số 2 cũng có nhà vệ sinh khép kín luôn. Quý anh chị tham quan. Đó, đây là nhà vệ sinh khép kín quý anh chị nhé. Rồi sau đó là di rời ra phòng ngủ thì chúng ta có kệ tivi này. Đây ạ, à, chúng ta có kệ tivi này rồi sau đó là chúng ta sẽ có tất cả các rèm cho cái cửa bởi vì căn nhà này nó hóc cốc hay mặt tiền à, rèm rất nhiều quý anh chị ạ đây đây là một cái chân của cái phòng ngủ rồi sau đó là chúng ta tham quan giường tủ điều hòa kệ trang điểm vân vân cho cái phòng ngủ này rồi chúng ta sẽ di rời lên lầu 2 quý anh chị nhé quý chị sẽ lên trên lầu 2 tham quan cùng em bất động sản Minh Đức quý chị nào tham quan cái kênh kênh của em nếu mà thấy mà ok thì quý anh chị hãy cho em xin một nút đăng ký nút like chia sẻ để lấy động lực đưa cô cô chú anh chị đi tham quan tất cả những mẫu nhà bên em đang có chúng ta sẽ tham quan kênh của em và những cái nơi em bán nhà thành phố Hồ Chí Minh Đây, rồi à, Bình Chuẩn à, Thợ Thuận An rồi à, Lam Tân Uyên thủ dầu 1 Em có hết quý anh chị nhé Chúng ta cứ yên tâm em sẽ có hết cho chúng ta Để chúng ta tham quan à, Rồi à, cân nhắc chúng ta ở bên mâm cơm gia đình Thì quý anh chị sẽ có một cái không gian Thời gian để chúng ta à, Chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp của những căn nhà bên em Và đây là Cái phòng ngủ cuối cùng Quý anh chị ơi một cái phòng ngủ rất vip cho chúng ta đầy đủ các công năng sử dụng đây ạ chúng ta tham quan này đây là một cái trần à, một cái trần rất sang trọng cho quý anh chị luôn à, trần phòng ngủ ở trên lầu 2 chúng ta tham quan nhé quý anh chị nào đang tham quan thì quý anh chị hãy điện vào hotline thấy ok nhé là hotline của em là 0968 944 993 chúng ta tham quan này đó một cái căn nhà em sẽ review kỹ cho quý anh chị để chúng ta tham quan phòng ngủ này cũng được phun uh, nội thất và phun luôn à, nhà vệ sinh đầy đủ các thiết bị. Căn nhà này rất gần với vòng xoay an phú quý anh chị nhé. Vâng, rất gần với vòng xoay an phú này. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đi về cái tiền sảnh. Căn nhà mình đây có hai cái tiền sảnh như thế này quý anh chị ạ. Đây, cái tiền sảnh này là ở trên lầu 2 chúng ta đã tham quan, đi tham quan cái tiền sảnh này. Một cái tiền sảnh là đằng trước, là ở trên lầu 2. Để cho chúng ta khi chúng ta để những cái trậu cảnh ở phía ngoài này đây em đi như thế này là quý anh chị sẽ tham quan được rồi nhé đó, và cái khu vực à, em đi chung quanh này thì là một cái phòng thờ Đấy, cũng có cửa vào nhưng mà em đi ở uh, tiền sảnh trước cho chúng ta để chúng ta tham quan kỹ hơn này tham kỹ hơn quý anh chị nhé rồi đây là một cái phòng thờ thờ tiên tổ quý anh chị nhé rộng rãi đúng như cái phòng ngủ ở dưới trệt là như cái phòng ở khách ở dưới trệt luôn á đó, bởi vì là theo cái nhịp cầu thang thì à, phòng ngủ ở trên lầu 1 đằng trước rộng sao thì phòng thờ này rộng như vậy quý anh chị nhé và chúng ta sẽ di rời đi lên trên là tum một cái căn nhà này thêm được một cái tum quý anh chị nhé vâng chúng ta sẽ có một cái tum riêng cho chúng ta tiếp về cái tum này thì quý anh chị sẽ có hai cái ban công à, Đằng trước và đằng sau gọi là sân phơi đằng trước thì chúng ta có thể là chúng ta ngồi ăn nhậu đằng sau có thể là chúng ta ngồi phơi đồ còn đây là đằng trước này quý anh chị nhé Vâng, đây là đằng trước nhé. Chúng ta sẽ tham quan dân cư này. Một cái dân cư rất đông đúc cho quý anh chị luôn. Đó, đây. Quý anh chị tham quan. Và cái căn nhà này là năng lượng mặt trời. Đầy đủ luôn quý anh chị nhé. Đấy, năng lượng mặt trời đầy đủ luôn. Khu vực này là khu vực sân đằng trước ăn nhậu của chúng ta. Và sân đằng sau thì để cho quý anh chị phơi đồ. Quý anh chị nhé. Rồi. Để mà chi tiết hơn thì em sẽ tư vấn cho quý anh chị này. Khi à, chỉ ra phía đằng à, sau cái sân phơi đằng sau này Thì chúng ta thấy dân cư này Dân cư Đông Đúc luôn Sát bên chúng ta là dân cư Đông Đúc luôn Và đặc biệt là chúng ta có một cái à, trường học Lý Thái Tổ Đây ạ à, Đây là chúng ta di rời khoảng 200m thôi Là ra tới trường học Lý Thái Tổ rồi nhá Và đường Lê Thị Trung với anh chị nhé à, Đường Lê Thị Trung di rời bên tay trái Thì chúng ta di rời ra phòng xe phú khoảng một cây rưỡi số với anh chị nhé Đó à, chúng ta tham quan này Rồi để chi tiết cho căn nhà thì em cũng đã review kỹ cho quý anh chị và bây giờ em mời quý anh chị đi xuống trệt để tham quan cái công năng sử dụng ở trên trệt sơ qua rồi em sẽ tư vấn lại cho quý anh chị một lần nữa. Em mời quý anh chị đi xuống trệt ạ. À. Và bây giờ quý anh chị đang ở dưới trệt cùng với em Minh Đức bất động sản Bình Dương. Một lần nữa em Minh Đức review và tư vấn cho quý anh chị cái căn nhà góc hai mặt tiền, một trệt hai tầng lầu. Tòa lạc nằm ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quý anh chị di rời ra căn nhà này mà ra tới phòng xoay An Phú rồi ngã tư Bình Chuẩn, Miếu Ông Cù rất gần quý anh chị nhé. Chúng ta di rời xuống thành phố Hồ Chí Minh, rồi à, Thủ Đức rất là tiện cho chúng ta an cư lập nghiệp. Căn nhà này có hướng đông bắc, diện tích ngang là 5 chiều sâu là 16 bằng 80 mét vuông đất quý anh chị thổ cư 100%. Công năng sử dụng là sân xe hơi 7 chỗ, phòng khách, phòng bếp tổng là 3 phòng ngủ, một phòng thờ rộng, 4 nhà vệ sinh và hai sân thượng trước sau. Căn nhà này trước đây là có giá là 6 tỷ quý anh chị nhé. Và bây giờ chỉ còn có 5 tỷ 500 triệu còn bớt lọc và thương lượng cho khách hàng nào thiện chí với căn nhà này. Để kết thúc video, em Minh Đức kính chúc cô chú anh chị khách hàng quý đầu tư có một ngày làm việc thành công bên gia đình hạnh phúc vui vẻ. Em hẹn quý anh chị video tiếp theo.